Marcus Rashford có cửa vượt qua thành tích của Ronaldo. Trận đấu lượt đi tại Europa League với Barcelona là trận đấu thứ tư liên tiếp Rashford lập công cho Quỷ Đỏ. Không chỉ có những giây phút lóe sáng, tiền đạo này còn nhiều lần làm khổ hàng thủ với những pha đi bóng đắt léo và tốc độ. Tính trong 10 trận gần nhất, Rashford đã có 7 bàn thắng và 2 kiến tạo. Trong khi tính từ đầu mùa giải tới nay, tiền đạo người Anh đã có tổng cộng 22 bàn thắng cho Quỷ Đỏ, trong đó có 12 bàn tại Premier League. Với phong độ hiện tại, con số này của Rashford chắc chắn sẽ còn thăng tiến trong thời gian tới. Cột mốc Rashford có thể hướng tới là thành tích ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải của MU của Cristiano Ronaldo với 42 bàn ở mùa 2007-2008. Điều này đồng nghĩa với việc tiền đạo người Anh phải có được 20 bàn thắng trong trận đấu còn lại của mùa giải. Số trận còn lại chưa thi đấu của MU là khá nhiều. Quỷ Đỏ có 15 trận tại ngoại hạng Anh, 1 trận tại League Cup, 4 trận tại FA Cup nếu thầy trò Erik ten Hag lọt vào chung kết và 6 trận tại Europa League nếu họ lọt tới chung kết. Như vậy, nếu thuận buồm xuôi gió, Rashford sẽ có cơ hội thi đấu tới 26 trận, nên 20 bàn thắng không phải là chuyện không thể xảy ra. Barca nhận cú sốc sau khi gặp MU. Sau khi thực hiện các bài kiểm tra vào sáng ngày hôm qua sau trận đấu với Manchester United, chấn thương của Pedri đã được xác nhận và anh sẽ không thể góp mặt vào đội hình cho đến khi bình phục hoàn toàn. Theo nhiều nguồn tin, ngôi sao của Barca sẽ phải mất ít nhất 1 tháng để bình phục. Câu lạc bộ Barcelona đã chính thức thông báo về tình trạng chấn thương của Pedri sau trận hòa 2 đều với MU tại Nou Camp. Theo thông tin từ trang chủ của đội bóng Catalan, tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha đã bị chấn thương cơ đùi. Đây là cú sốc lớn với Barcelona trong bối cảnh đội bóng đang trên đường tìm lại ngôi vương tại La Liga và trận lượt về đầy khó khăn trước Manchester United. Pedri đã trở thành một trong những trụ cột không thể thiếu trong đội hình của huấn luyện viên Xavi với khả năng kiến tạo và sự linh hoạt trong mọi vị trí trên sân. Vì vậy, việc tìm kiếm phương án thay thế của cựu tài năng Las Palmas không hề dễ dàng. Ngoài trường hợp của Pedri, Barca cũng đang đau đầu với trường hợp chấn thương của bộ đôi Sergio Busquets và Ousmane Dembele. Ngoài ra, họ cũng sẽ không có sự phục vụ của Gavi trong màn tái đấu Quỷ Đỏ vì án treo giò. Barca chốt tương lai của Frankie de Jong. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Barcelona coi tuyển thủ người Hà Lan là một cầu thủ rất quan trọng đối với đội bóng và sẽ không cân nhắc việc bán anh vào mùa hè năm 2023. Mặc dù MU vẫn đang dành sự quan tâm cho cầu thủ này, cầu thủ 25 tuổi từng được câu lạc bộ coi là tài sản có thể bán được trong bối cảnh khủng hoảng tài chính vào mùa hè 2022. Thực tế thì một thỏa thuận của Barca đối với Manchester United trong việc chuyển nhượng de Jong đã được chốt, nhưng tiền vệ người Hà Lan kiên quyết ở lại. Đầu mùa bóng, de Jong phải dự bị không ít lần. Tuy nhiên đến thời điểm này, tình hình đã hoàn toàn xoay chuyển. Anh là một trong những cái tên đầu tiên được huấn luyện viên Xavi lựa chọn. Kylian Mbappe đòi trảm huấn luyện viên, tái hợp thầy cũ Thomas Tuchel. Thành tích của PSG trong năm 2023 cực kỳ đáng thất vọng. Họ chỉ thắng 6 trong 12 trận, hòa 1 và thua đến 5 trận. Trong thời điểm nước rút quan trọng bậc nhất của mùa giải, đoàn quân của huấn luyện viên Christophe Galtier lại thể hiện bộ mặt không thể tệ hơn. Theo tờ La Parisien, chiếc ghế của huấn luyện viên Galtier có thể bị thay đổi trong thời gian tới. Thậm chí trước trận tái đấu với Bayern Munich ở lượt về vòng 1/8 Champions League vào ngày 9 tháng 3, thời gian 3 tuần kế tiếp hoàn toàn có thể chứng kiến sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo của đội bóng nước Pháp. Trong số các ứng viên được ban lãnh đạo PSG xem xét để thay thế Christophe Galtier, bất ngờ có tên Thomas Tuchel. Nhà cầm quân người Đức từng rời PSG sau những mâu thuẫn với giám đốc thể thao Leonardo. Nhưng nay Leonardo đã rời PSG và đội bóng sân công viên các hoàng tử hoàn toàn có thể đón huấn luyện viên Tuchel trở lại. Vị thuyền trưởng 49 tuổi người Đức vẫn là huấn luyện viên duy nhất đưa được PSG đến trận chung kết C1 và chỉ chịu thất bại 0-1 dưới tay của Bayern Munich. Sự trở lại của Thomas Tuchel sẽ nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của siêu sao Kylian Mbappe. Tiền đạo trẻ này muốn tái hợp ông thầy người Đức. Hai người đã có mối quan hệ công việc rất tốt với nhau và điều đó tạo cơ sở cho PSG ra quyết định. Bayern Munich nhận cú hích cho trận lượt về với PSG. Sau 3 tháng nghỉ ngơi, Sadio Mane đã trở lại tập luyện cùng cả đội trong vài ngày tới, chậm nhất là vào thứ Hai. Về việc trải qua giao án cá nhân, cựu cầu thủ Liverpool được nhìn thấy cùng với Marouane quay lại tập luyện. Đáng chú ý, tờ Bin xác nhận ngôi sao Senegal chắc chắn sẽ sung sức và sẵn sàng trở lại trong trận lượt về với Paris Saint-Germain. Đây rõ ràng là tin xấu dành cho PSG bởi họ phải đối phó thêm một mũi khoan đầy tốc độ bên phía hành lang cánh. Mane chưa thực sự bứt lên trở thành trụ cột của Bayern Munich mùa này vì tần suất thi đấu tại câu lạc bộ mới bị gián đoạn do chấn thương. Dù vậy, đẳng cấp của anh vẫn là điều hữu dụng cho nhà đương kim vô địch Bundesliga. Thomas Partey nguy cơ lỡ trận tiếp theo của Arsenal. Thomas Partey bất ngờ vắng mặt trong trận thua 1-3 trước Man City vì chấn thương cơ.
Sau vài ngày nghỉ ngơi, tuyển thủ người Ghana vẫn cảm thấy khó chịu về cơ bắp, nên bỏ ngỏ khả năng cùng Arsenal trong chuyến làm khách của Aston Villa trong trận đấu sớm nhất vòng 24 Premier League được diễn ra vào lúc 19:30 tối nay. Mikel Arteta bức xúc về cách sắp xếp lịch thi đấu của Premier League. Arsenal đã xa sân đối đầu với Man City vào ngày 16 tháng 2 và thua trận 1-3. Bây giờ thầy trò huấn luyện viên Arteta sẽ phải ra sân đá trận đấu sớm nhất vòng 24 ngoại hạng Anh gặp Aston Villa vào ngày 18 tháng 2. Tính ra Arsenal chỉ có 63 giờ hồi phục sau thất bại trước đối thủ trong cuộc đua vô địch Man City. Và điều này khiến cho huấn luyện viên Mikel Arteta cảm thấy không hài lòng. Theo huấn luyện viên người Tây Ban Nha, ban tổ chức ngoại hạng Anh nên xem lại cách sắp xếp lịch thi đấu và nên học theo Champions League. Anh cho rằng có những quy định nhất định với Champions League. Khi bạn đá vào tối thứ tư thì bạn không thể ra sân vào trời thứ bảy. Tôi nghĩ điều này nên được áp dụng cho bất kỳ giải đấu nào. Huấn luyện viên Arteta cũng nói thêm về cuộc đua vô địch sau khi bị Man City cướp mất ngôi đầu bảng, nhưng Arsenal còn đá ít hơn một trận. Để vô địch giải đấu, bạn sẽ phải nỗ lực hết sức. Đôi khi bạn sẽ thua 1 đến 2 trận, đôi khi bạn sẽ phải thắng ở phút 90+6, đôi khi bạn phải chơi với 10 người, nhưng rõ ràng bạn phải thắng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Mourinho từng mắng Salah phát khóc. Tháng 1 năm 2014, Salah được Chelsea mua về từ Basel với giá 11 triệu bảng Anh. Tưởng như đây là bước ngoặt tích cực trong sự nghiệp của tiền đạo người Ai Cập, nhưng thực tế lại không phải vậy. Salah không được lòng Jose Mourinho và phần lớn thời gian tại Stamford Bridge bị đem đi cho mượn. Thậm chí Salah đã ghi tới 2 bàn trong 5 trận đầu tiên tại Premier League, nhưng vẫn khiến huấn luyện viên người Bồ Đào Nha không hài lòng. Mới đây, Joe B. Mikel tiết lộ một trong những khoảnh khắc đáng quên nhất của Salah. Anh chia sẻ rằng, tôi nhớ có lần Salah thi đấu không tốt và Mourinho đã tiến tới và xé anh ta ra từng mảnh trong giờ nghỉ. Đó thực sự là một cảnh tượng khủng khiếp. Và lúc đó chẳng ai nghĩ Salah trở thành siêu sao như bây giờ. Anh ấy đã khóc và Mourinho không để anh ấy trở lại thi đấu trong hiệp 2. Ông ta đã rút Salah ra ngoài. Đến tận bây giờ, nhiều fan Chelsea vẫn thầm trách Mourinho đã đối xử quá khắt khe với Mohamed Salah. Sau khi trở lại từ Syria, anh đã lột xác trong máu của Liverpool. Anh ghi được 174 bàn thắng sau 286 trận và giúp The Cop giành Premier League, Champions League và Cúp Liên đoàn.